Rồi bé Trúc à, dạ. Cũng 2 tuần rồi chú cháu mình mới gặp nhau ha. Dạ, con chào chú. À, hôm nay cháu giới thiệu cho chú một chiếc xe nào mà nó đẹp nhất. Dạ. Mà nó sang nhất, mà nó rẻ tiền nhất. Rồi sau đó rồi mình quay tổng thể toàn bộ các xe luôn đấy ha. Dạ rồi. Okay, rồi đầu chú. Tiên mình giới thiệu kỹ trước một chiếc đi. Dạ. Con giới thiệu với mọi người, đây là chiếc Toyota Camry 2.0e đời 2013 số tự động. Này, màu đen rất đẹp, bản sedan đăng ký 5 chỗ, Việt Nam nha chú. Việt Nam. Dạ. Và chiếc này là bên con đang ra bán với giá là 505 triệu còn thương lượng. 505 triệu còn thương lượng. Việt Nam hả cháu? Dạ Việt Nam. Lắp ráp tại Việt Nam. Dạ, rất là đẹp luôn. À. Nghe xe Nhật chứ, Toyota của Nhật mà. Hả? Dạ, lắp ráp Việt Nam nha chú. Hỏi ngờ ngờ bắt đầu dò chửi ha. Cái này thì nó đèn bi ha. À, cái này bản E hả ta? Dạ, bản 2.0. Chú không có biết là thường thường chú thấy thằng Toyota thì bản E là bản thấp. Rồi tới bản G, rồi dạ. Tới bản gì nữa ta? Nó ba bản lận. Đó. Thì Camry 2.0 bản E 2.0 dạ, con này rất là đẹp luôn. Nhưng mà đặc biệt có cái nha, cái dòng mà 2.0 này lại có giá hơn những cái dòng mà 3 chấm rồi. Dạ đúng rồi, tại vì nó không phải có giá hơn mà là nó kiểu là nó tiết kiệm thông dụng hơn. Dạ đúng rồi. À, nó ít hao xăng hơn. Được nhiều người tìm hơn. À. Cái này biển số của nó của tỉnh của 67 luôn hả ta? À dạ. Cái này hình như nó mở cốp trước đó, đúng không ba? À, quá đẹp, để rồi, chú coi vỏ coi. Đúng là xe xịn, người ta sắm những cái vỏ như vỏ Michelin này chạy nó rất êm. Chạy rất êm, vỏ Michelin luôn ha. Xe dạ. Xịn họ sắm vỏ xịn, vỏ còn mới ken à. Vỏ trước này cũng vậy luôn nè. Chà, còn mới ken luôn. Non lành cành đào đèn đóm đồ này nọ lên đẹp. Thông thường những chiếc xe này người ta làm kỹ lắm. Dạ. Người ta là bao không đâm đụng, không ngập nước, không đại tua động cơ trên văn bản giấy tờ hợp đồng luôn. À. 505 triệu đời 2013. Xe này có dịch vụ không? Rồi, xem phần nội thất bên trong xe đi, rất là đẹp luôn. Vô lăng cần số cực kỳ là mới. Trời. Đáng đồng tiền bát gạo ha. Dạ. Trời. Cái này mình đánh bóng lên sao nó bóng dữ ta. Wow, đẹp quá. Số tự động. Lên màn hình, màn hình zin đó mà. Hình to dữ ha. Cái này mình bật chìa khóa nó lên ta. Chú xem coi. Chìa khóa đây hả? Dạ, có chìa khóa trên xe. Để startup chú. À, để startup. Ui, để máy luôn. Dạ. Odo 101. Cái ga nó lên mới động, nó lên cao dữ ta. À nó xuống lại kìa. À nó xuống lại. Xuống lại từ từ rồi. Không khí lạnh, nó lạnh rồi đó. Dạ. Lạnh ngắt rồi đó. Đây. Màn hình rồi nè. Đẹp quá ha. Camry. Da đồ thì còn rất đẹp ha. Wow. Ủa có đường ra 12 120W, đường cắm USB, chìa khóa start tốt đây, rồi mình tắt là mình tắt đây hả? Ồ thế ra thế, nó đơn giản quá ha. Dạ. Dễ quá ha. Ôi, giấy tờ giấy sản xuất xe rồi vẫn còn luôn em, đầy đủ luôn nè. Da nào trần rồi. Trần đồ trần nỉ quá đẹp ha, trần nỉ luôn á, nỉ xịn luôn á. Ý rồi rồi chị bé. Dạ quá đẹp chú hả? Ừ, sau này nó có ngăn để có vàng lạnh nha, có vàng lạnh sau luôn, hai vùng lạnh độc lập. Rồi cháu kéo cái động cơ ra giùm chú coi thử coi. Quay xong này quay báo giá tổng thể toàn bộ luôn ha. Dạ. Đây đẹp quá. Máy trắng mà. Xuất sắc luôn. Công nghệ VTI 16V. Đẹp xuất sắc ha. Dạ. Cái này thắng trợ lực nè. Thắng ABS. Rồi. Cho xuống đi. Không đâm đụng, không ngập nước ha. Dạ.
À, cháu dở cốp lên giùm chú cái cho. Được không? Nó có đụng gì không chú? Không, không, không. Đây hả? Ồ. Để xem coi nó còn mới không mà. Cái vùng không gian của nó công nhận nó rộng đây. Kinh khủng. Wow. Wow. Quá đẹp luôn. Hồ đề bộ đồ này. Rồi, có bình chữa cháy rồi luôn, chìa khóa luôn. Không gian này mà đựng thôi. Cái mua hải sản luôn, bỏ thoải mái luôn ha, mà nó kín với lại cái vùng trên kia ha. Dạ. Nó không có bị hôi. Với lại mấy cái nỉ mà đằng sau cốp này nó vẫn còn mới. À, nó còn mới. Nó không có bị mòn. Ý là người ta ít bỏ đồ. Dạ, ít sử dụng á. Ít sử dụng. Rồi. À, quên chứ hồi nãy quên đọc số điện thoại của con bé nha. Dạ. Ai thích chiếc bạn bạn này. Nào? Dạ. Anh chị cô chú nào mà thích chiếc Camry này á, thì cứ liên hệ cho mấy chú qua số điện thoại 0393939729 và em có sử dụng Zalo số điện thoại này luôn nha. Rồi bây giờ giới thiệu luôn. Giới thiệu luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Báo giá luôn. Toyota Fortuner đời 2017 máy dầu số sàn. Chiếc này là 695 triệu. 695 triệu, rất đời đẹp. Đời 2017 số sàn. Ủa còn chiếc này thì đang làm gì đây cháu? Dạ đang cà số khung số máy. À vậy hả? Bán rồi hả? Dạ, chiếc này rút hồ sơ. À rút hồ sơ. Dạ, enter. Chiếc này là chiếc gì cháu? Dạ Toyota Venza đời 2009 nhập Mỹ, 5 chỗ nhập Mỹ chứ. Venza đời 2009 nhập Mỹ, 5 chỗ số tự động. À. Của Toyota chứ. Đúng rồi. Dạ. 480 triệu. 480 triệu. Công nghệ VTI. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp. Innova đời 2016 số sàn, đăng ký 8 chỗ, 455. Tiếp. Toyota Innova đời 2006, bản G xịn, màu đen, bản gia đình, theo của gia đình đang sử dụng, 8 chỗ, chiếc này là 220. Chiếc này không có báo giá hả bên? Chiếc này là bên con cho rước dâu. À, dạ, ví dụ như bây giờ mà người ta cần thuê rước dâu thì lên tới chỗ salon này hay là gọi điện trong chủ gì cũng được. Mà à. ví dụ thuê rước dâu thì chắc cũng gần ở đây thôi, lên salon luôn làm việc trực tiếp luôn chứ. À, rồi rồi. Dạ. Còn cái này là Toyota Vios đời 2019 số tự động, đăng ký 5 chỗ, màu trắng rất là đẹp luôn. Cái này của con thu của gia đình đang sử dụng không dịch vụ taxi, 429 triệu. 429 triệu. BMW 320e 2010, chiếc này là nhập Đức, 330 triệu. 330 triệu. Dạ. Rẻ vậy. BMW đúc mà. Máy nó mấy chấm trong? Dạ 2 chấm. Hai chấm. Kia Morning đời 2017 số sàn, đăng ký 5 chỗ, màu đỏ rất là phong thủy luôn. Bản này là bản đủ nha chú. SI 250 triệu. 250 triệu. Số sàn hả bé? Dạ số sàn bản. Sao chú thấy chiếc xe này nó đẹp dữ vậy ta? À, thật đó chứ. Đẹp hả chú hả? Đúng rồi, đẹp. Mà quá. Như con thấy chú xe ca thích màu đỏ đúng không? À. Mạng chú mạng thủy. Cháu thích màu gì? Cháu hả? À. Con thích trắng đen à. Trắng đen hả? Dạ. Coi như trắng đen là rõ ràng đúng không? Dạ. Trắng thì ra trắng mà đen thì ra đen đúng không? Là không có những người mà thích trắng đen á. Là những người đó về nội tâm của họ á. Về dạ. Cuộc sống họ lúc nào cũng muốn rõ ràng hết. Vậy hả chú? À, sống rất là chân thật. À. À. Coi như trắng đen mà là rõ ràng mà. Rồi. Rồi chiếc này là Toyota Vios con mới về chiều qua luôn, của cái anh đó đang sử dụng gia đình không dịch vụ taxi, mới chạy chỉ có 50 mấy ngàn thôi. Chiếc này bên con ra bán cái giá là 2016. À. Số sàn 313 triệu. À chú có coi qua chiếc xe này rồi, dạ, rất là đẹp luôn. Là đẹp. Xuất sắc luôn. Phải nói là đẹp. Có cam hành trình. À. Có màn hình cảm ứng, nói chung là lên full đồ chơi chứ nha. À. Full hết rồi. Dạ. Rất là đẹp luôn. Chuẩn gia đình luôn. Dạ. Rồi tiếp. Honda City đời 2014 số tự động 5 chỗ, 339 triệu. Chevrolet Captiva 7 chỗ số sàn. Mấy? Cháu nói chiếc này nhiêu? 339. 339 triệu. Dạ. Honda City. Dạ. 2019 số sàn hay tự động? Dạ 2014. À 14 sàn hay tự động? Dạ số tự động. À số tự động. Rẻ quá ha. Giờ Honda là hiện tại bây giờ thị trường đang bán là vào tháng 3 vừa rồi á, là đứng đầu top dòng sedan của dạ. Nhật Bản, à, của các loại xe luôn chứ không phải riêng Nhật Bản. Dạ, dạ. À, là đứng đầu top luôn, là Việt Nam giờ họ ưa chuộng Honda. Dạ.
Bởi vì nó ít hao xăng với lại nó chạy con dáng, nó cũng đẹp. Con dáng đẹp, thể thao, bền. Dạ. Ít hao xăng. Rồi. Cái video này chú quay sơ sơ ha. Đúng rồi, sơ dạ, thôi. Thì anh chị nào mà cần biết thêm chi tiết thì cứ alo qua Zalo cho em, thì em gửi chi tiết cái chiếc đó cứ chụp mình màn hình lại gửi cho em nha. Và chiếc này là Chevrolet Captiva đời 2008, số sàn, đăng ký 7 chỗ, 190 triệu. Nếu mà ai có gọi, có liên lạc với bé Trúc qua Zalo thì 0393939729 nha các bạn nha. Nếu anh đọc đủ 10 số là được rồi. Chú sẽ cao nữa ghi lộn số, chứ ông nào mà số 279 thì cũng gọi hơi bị nhiều á. Chắc vậy thôi, kệ đi. Ford EcoSport đời 2016 bản Titanium, có cửa sổ trời, có đèn starter, chiếc này là 395 triệu. Đăng ký 5 chỗ gầm cao nha mọi người. Chiếc này cũng rất là đẹp luôn, bên em mới về Mazda 6 đời 2016, bản này là bản 2.5 nha mọi người. 2.5 475 triệu. Rồi tiếp bé. Tiếp luôn hả chú? Chứ không à. Còn phía sau này còn không? Dạ đây, chiếc mới về. Mới về Honda Accent đời 2018, chiếc này là bản đủ nha mọi người nha. 2018 bản đủ 359 triệu. Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2018 bản đủ số sàn 359 triệu. Chiếc này chủ cũ lên full rồi chơi luôn, chú có cần vô định thức không? À, để xem thử rất là đẹp. À. Ừ, màu nâu. Dạ. Toàn nâu không? Cái này kiểu giới trẻ chú hả? À. Giới trẻ. Có này chắc thích đua ngựa, có ngựa nữa. À, sử dụng miếng dán titan ha, quá đẹp. Cái này là anh này cũng chịu chơi dữ á, lên đồ chơi đẹp, lên đuôi nữa. Rồi tiếp. Chiếc này em con đã bán rồi. À mấy chiếc này bán rồi hả? À chiếc này là Kia Sedona. Bán rồi mà. Dạ chưa. Sao ghi cái bảng xe đã bán? Dạ hôm bữa cái anh kia ảnh làm ngân hàng mà không có được duyệt á. À. Dạ. Lại mình ghi đó để người ta khỏi hỏi. Dạ đúng rồi, mà bây giờ là bán lại rồi chú ơi. À. Chiếc này chú hay cũng hay. Có nghĩa là bây giờ đã duyệt rồi đúng không? Dạ không, bây giờ ngân hàng không có được duyệt nữa. Duyệt là duyệt là bán trả góp á hả? Hôm bữa là ảnh trả góp là thằng học bên em rồi, nhưng mà bây giờ là ông hồ sơ của ảnh không có duyệt á. À không được duyệt trả góp. Sedona, thí dụ như giờ chú mua trả góp có được gì không ta? Và mình phải chứng minh được cái mà cái tài chính, cái thu nhập của mình đúng không? Tại vì thí dụ mà vợ có nợ xấu mình muốn mua cũng được. À. Đó là hai vợ chồng đều phải là không có nợ xấu. À. Đó. Nên mới... Nợ thì mình phải nợ người tốt chứ sao mình đi nợ người xấu chi do bị không duyệt. Hả? Dạ. Đúng không? Dạ, chú sẽ ca định mua chiếc này đúng không? À. Đổi chiếc kia hả? Ý là chiếc này bao nhiêu? Hôm bữa trước chú nói chơi vậy mà có mấy người hỏi chú đòi gọi điện, hỏi đòi mua chiếc đó của chú á. Xe đẹp quá mà. À, rồi. 2018, máy dầu số tự động, 855 triệu. Mấy? 855. 855. Đời 2018. À, ngân hàng Đông Việt là đúng rồi, tới 855 triệu luôn. Hôm bữa chú mới quay chiếc này bán luôn nè. À. Chiếc này cũng bán luôn rồi. À. Rồi còn nữa không? Đằng trước. Ở ngoài đó chú. Rồi, đi. Dạ. Rồi, nói. Dạ. Còn ba con xe này của sếp mua chơi, ai mua bán 80 triệu một chiếc luôn nha chú. Con này mua mới nó 400 triệu một chiếc, bây giờ bán lại 80 triệu một chiếc. 80 triệu. Giấy tờ đầy đủ. Dạ, sếp mua gì đam mê mà giờ dư xài. À. Rồi giới thiệu luôn. Ford Ranger đời 2017, số tự động, máy dầu, đăng ký 5 chỗ, bán tải nha mọi người nha. 460 triệu. 460 triệu. Dạ. Còn con số tự động máy dầu. Số tự động luôn. Dạ đúng rồi. À. Con này là của khách ký gửi ở bên con. À. Đời 2009, số tự động máy xăng 2.5, 7 chỗ, 8 chỗ, đăng ký 8 chỗ, Fortuner. À 360 triệu. Dạ. Kia Rondo đời 2016, số tự động máy xăng, đăng ký 7 chỗ, 435 triệu. Innova đời 2012, bản này là bản E thiếu nha mọi người nha. Số sàn đăng ký 8 chỗ. Bản gì trong? E. Bản E, bản E thiếu. Con nhỏ này ra nắng chút thôi nó đâu. Dạ. 259 triệu.
Đó, mấy chiếc này có bán không vậy? Ủa, Rondo này của khách chú ơi. Còn chiếc kia? Chiếc này của khách luôn. Chiếc này? Khách luôn. À vậy hả? À. Chiếc này Nissan Navara đời 2016, số tự động máy dầu 429 triệu. Chiếc này không bán rồi. Chiếc này là Fortuner đời 2010, Fortuner máy xăng số tự động, đăng ký 8 chỗ, 2010, 370 triệu. 370 triệu. Fortuner đời 2013, số tự động máy xăng, đăng ký 8 chỗ, 455 triệu. Chiếc này sao chú? Đây, 2013 nè chú. Chiếc ngoài đó. Chiếc ngoài đấy hả? Ừ. Suzuki nè. Chiếc này hả? Ừ. Cái này cũng 2013 luôn. 2013 luôn. À. 400 bằng chiếc kia hồi nãy báo nhiêu ta? 415 triệu gì đó. Chú không nhớ. Bằng giá chiếc hồi nãy đúng không? 55 triệu. Đời 2013 máy xăng số tự động. À. Honda CRV 2011, số tự động, đăng ký 5 chỗ gầm cao nè, 390 triệu. Đó, xe bây giờ xe quá trời, ta để ra tới ngoài này luôn. Còn chiếc này của khách hả? À? Dạ của khách. À. Dạ. Bên con có hai chi nhánh lận. À. Mai mốt ơi, chú xuống cái kia quay chi nhánh hai. À, còn chiếc này bé. Everest 2009 máy dầu số tự động, 339 triệu. Mitsubishi Xpander đời 2019, số sàn 7 chỗ, 1.5 nha mọi người nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chiếc này là 450 triệu. Innova đời 2016, 460 triệu. Vios 2015, số sàn 250. 250 triệu. Dạ. Ngày hôm nay mình giới thiệu cái chiếc nào rẻ nhất bé? Rẻ. Giá rẻ nhất là nhiêu ta? Rẻ nhất hôm bữa không bán luôn, chú mới quay cái là bán. À, luôn. À dạ. Phải không? Kia Morning đời 2016. À, ý là hôm nay mình báo của ngày hôm nay nè. Dạ, rẻ nhất là giá bao nhiêu? Hả? Ừ. Rẻ nhất chắc chiếc Captiva trên 190 đấy chú. Hả? À. Captiva đời 2008 mà hồi nãy chú có quay á. À, 190 triệu. Dạ, mà còn thương lượng nữa là được chiếc xe 7 chỗ đi 5 cơn mưa rồi. Rồi, cháu đọc số điện thoại. Dạ, anh chị cô chú nào mà cần biết thêm chi tiết những con xe hiện đang ở bên Salon Man thì cứ liên hệ qua số điện thoại, em có sử dụng Zalo số điện thoại này luôn nha. 0393939729, gặp chú Trúc nha mọi người. Rồi, mến chào bạn.